Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay lên sóng cho bác em họa mi ngũ trường các bác ơi. Ngũ trường cao cầu bóng bộ cực kỳ đẹp các bác nhá. Đấy, các bác có thể thấy là chim rất là đẹp đúng không các bác? Chim rất là đẹp luôn. Mặc dù vừa hót vừa há mồm các bác nhá, nhưng mà tốc độ mỏ rất ra rất là đều các bác nhá. Anh em nào bồ kết em này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Em này thì mới thuần khoảng 80-85% rồi các bác nhá. Chim rất là đẹp các bạn. Đặc biệt là tốc độ mỏ đi cực kỳ nhanh các bác nhá. Em này phải nói là siêu mẫu luôn các bạn. Mỏ tốt, giọng hay các bác nhá. Em này mỏ vàng chân cành đào các bạn. Đây, zoom cho các bác vào đầu mặt các bác xem nhé. Quay điện thoại này nó không được chuẩn cho lắm. Đây, đầu mặt này các bác. Đẹp chấm hết luôn các bạn. Không chê được vào đâu các bác nhé. Mỏ vàng ươm luôn. Chân này các bác, chân cành đào này. Rất là ok luôn, chim rất là ok nhé các bác nhé. Các bác thông cảm nhá, trời nó rất là nóng nên là chim nó vừa hót vừa há mồm này thôi, chứ còn nếu em này mà ăn uống nghỉ ngơi xong em đảm bảo các bác chơi rất là tốt nhá, chim thì mới về. Chim quá đẹp luôn các bạn. Chim đẹp giọng hay các bác nhé. Bop, 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 bop.